hướng dẫn thay rờ le cho lò nướng thủy tinh. Let's go. Trong video hướng dẫn thay bóng đèn halogen cho lò nướng thủy tinh, đã làm chi tiết, nên xin phép được tua nhanh phần tháo, lắp nắp lò. Ai cần xem chi tiết, xin xem lại video đó, xin cảm ơn nhiều. Nhấc khay cố định bóng lên, đây là vị trí của rờ le bị hư cần thay thế. Để tháo được rờ le, cần mở ốc cố định rờ le. Lấy rờ le ra ngoài, dùng kìm tháo hai dây nguồn của rờ le bị hư. Vậy là cả nhà đã lấy được rờ le bị hư. Tiến hành thay rờ le mới cho đầu lò, kết nối dây nguồn với rờ le mới. Cố định lại rờ le bằng ốc, rồi tiến hành ráp lại đầu lò. Lưu ý ba chốt gài trên lưới bảo vệ với ba khe trên khay cố định bóng. Lỗ tròn trên lưới phải đúng với vị trí bắt ốc cố định lưới bên dưới. Bắt ốc lại là xong. Như vậy là đã hoàn thành quá trình thay rờ le cho lò nướng thủy tinh.